Quang Sơn xin chào bà con, đây là nhiệt kế FR1 ha của Myrolife, nhiệt kế ra tráng. Và chúng ta sẽ cài đặt âm báo như thế nào, thì âm báo có tác dụng gì? Ví dụ giống như khi mà chúng ta để chức năng báo động, khi đo thì chúng ta biết tiếp là đo xong, hoặc là nếu mà sốt thì nó sẽ cảnh báo bằng tiếng bíp bíp ha. Nhưng mà có một số trường hợp chúng ta muốn tắt tiếng bíp đi, tại vì khi mà buổi tối mình đo cho em bé đó, sợ tiếng bíp làm cho bé giật mình, thì chúng ta sẽ cài đặt thế nào? Rồi cả nhà chú ý nha. Đây, chúng ta nhìn vào đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái máy đang tắt. Mình sẽ đè giữ cái nút nguồn 5 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cả nhà thấy hiển thị cái chuông lên ha. Bây giờ mình sẽ tắt chuông. Đó, hoặc là mở chuông. Mình cứ bấm vào nút này. Tắt chuông, mở chuông, tắt chuông, mở chuông. Khi mà chúng ta đang để ở vị trí đó và chúng ta buông ra phải vài giây thì máy sẽ tự động nó nhớ chức năng này cả nhà ha. Rồi, đó là cái cách tắt và mở chuông của nhiệt kế đo tráng Myrolife. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bà con mình có gì thắc mắc cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại trên tiêu đề nha, hoặc là vào kênh Sức Khỏe 60 Giây để thêm các vướng mắc của mình. Tạm biệt.